Xin chào các bác, em lên sóng giới thiệu các bác ba cái chiếc máy robot hút bụi của hãng iRobot. Đây là cái hãng mà trong cái phân khúc cao cấp nhất trên thị trường, trong cái hãng tên tuổi nhất thị trường các bác nhé. Nó sản xuất ra những cái con robot mà rất là tốt. Đấy. Hãng iRobot này thì các cái đồ của họ không làm hàng rẻ đâu ạ, tất cả đều là những hướng tới những cái con máy chất lượng tốt nhất có thể. Đấy, cho nên là hãng này nó không làm hàng rẻ. Để tiếp cận được những cái con model đời mới của hãng này thì có giá vào toàn khoảng 15 triệu chứ cũng giá thành khá là cao. Em thì bán rất là nhiều các cái model rồi, nhưng mà rút lại là thấy cái model này các bác này 780 nhá. Đủ dùng cho các bác, hút rất là sạch, đủ dùng linh kiện, dễ thay thế sửa chữa, đồ rất là nhiều sẵn. Đấy. Như em bán con robot này bây giờ là mã 780, đi kèm một cục tường ảo này, tặng các bác hai cái chổi luôn. Đấy, một đốc sạc để hết pin máy tự về sạc là 3,1 triệu, bảo hành 3 tháng cho các bác. Một bộ củ sạc này thì các bác có thể rút ra nhé, mình cắm được trực tiếp luôn. Đây này, cắm trực tiếp vào sườn này luôn. Đấy, được luôn nhé, ngoài vấn đề dùng đốc ra các bác phải cắm được vào sườn luôn. Máy thì rất dễ sử dụng này, cái model 780 này hình thức của nó thiết kế cái màu rất là đẹp, màu hai cái màu nhũ này nó kết hợp với nhau khá nổi, đặc biệt là phím cảm ứng các bạn nhé. Để em ấn một nút đốc này các bạn này, nút đốc này là tự về sạc này. Đấy. Hết pin tự về sạc, cảm biến chống rơi cầu thang, cảm biến phát hiện bụi bẩn, hút đảm bảo với các bác cực sạch nhá, hút sạch như lau luôn, hút tất cả gầm giường, gầm ghế, gầm cầu thang hay bất kể những cái chỗ nào mà các bác lười không vào được thì em đảm bảo nó hút cực sạch, sạch như lau. Máy thì rất dễ sử dụng, có chế độ hẹn giờ hẹn ngày. Đây các bác có thể hẹn ngày, ví dụ chủ nhật này hẹn cả tuần luôn nhé, thứ hai, thứ ba, ví dụ em hẹn thứ ba này bao nhiêu giờ thì các bác nhìn chữ hour này, đấy là chỉnh giờ, chữ minute chỉnh phút này. Mình hẹn ví dụ 12:30 buổi chiều, tức là tầm trưa trưa đấy, là nó hút ngày thứ tư các bạn ok. Thì đúng đến giờ đấy là nó hút. Đấy, các bác phải chỉnh giờ ở đây nhé, trước khi hẹn thì các bác chỉnh giờ đây cho em. Bây giờ hiện tại em đang quay này, nó vào 2:03:11 thì mình chỉnh đi PM nhé, 3:11. Các bác chỉnh giờ trước đi, quá rồi. Thì các bác hẹn giờ nó sẽ theo chuẩn đúng cái giờ của các bác. Đấy, 3 giờ, ôi lại hơn quá, quên mất. Một hai ớt đờ quá à. Hai một hai ba giờ này 11 thì 12 đi. Đấy, sau đó các bác ấn ok 12 nhé, 3:12 đấy là giờ thực nhé. Còn đây giờ mình hẹn này, đấy nó báo lên này, thứ tư các bác hẹn 12:30 chiều hút này, các bác có thể hẹn thêm ngày thứ 5 này, thứ 6 hay thứ 7 thì tùy luôn, ngày nào cũng được, hẹn cả tuần luôn, cứ đến giờ đấy nó hút. Các bác muốn xóa giờ hút đi các bác bấm đây cho lên thành 4 cái gạch là nó xóa, ok là xóa hết giờ nhá. Đấy, con máy này các bác yên tâm mua, linh kiện nó rất dễ thay thế, đồ đạc rất sẵn. Riêng hãng iRobot này thì linh kiện của nó cực nhiều luôn và rẻ, bán trên thị trường tràn lan luôn. Những cái chổi này, có loại chổi tốt chỉ 20-30 nghìn một chiếc thôi này. Đây, cái Zulo này thì của nó rất bền, gần như không hỏng nhá, bán cũng rất là nhiều, chỉ hơn 100 nghìn bộ thôi. Lọc rác các thứ cũng rất là sẵn, hai bánh xe. Pin em thay mới rồi nhá, pin lắp mới bên trong hết rồi. Đấy. Ở đây về những con này 3,1 là các bác có một quả pin mới trong máy này. Một con máy, một đốc sạc hết pin về sạc, một tường ảo ngăn con robot đến vị trí không mong muốn, hai tặng hai chổi. Đấy, giá em bán là 3,1 triệu, bác nào lấy các ba lô nhá, có ba con hàng rất là đẹp, ba con rất là đẹp luôn nhá. Toàn bộ em nhập chỉ là hàng chọn đẹp thôi chứ không nhập hàng xấu. Đấy. Chào các bác.